vì nó cho người ta biết nó chỉ là một con cờ. Khi người ta đã hoàn thành một ván cờ, cho dù thắng hay thua, người ta cũng sẽ lật bỏ cả một bàn cờ. Những gì mình làm, trời biết, đất biết. Quan trọng là mình muốn gì và làm gì thôi. Tao chỉ cần mày làm cho tao một nhiệm vụ, một nhiệm vụ cuối cùng. Hai chị em mình đã sống chết sát cánh cùng nhau, lấy cả thiên hạ rồi. Mày lúc nào cũng là đứa em giỏi nhất của chị.